Người dân tổ dân phố 1 thị trấn Phú Châu, huyện Hương Sơn luôn rất lo lắng vì một điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng từ năm 1990 phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lý thì khi làm đường tại vị trí kho thuốc bảo vệ thực vật này lại được Ủy ban thị trấn Phú Châu và nhân dân tiến hành đổ đất và trồng cây. Tại điểm này, ngày trước là cây kho của bảo vệ thực vật, sau khi làm cái tuyến đường này là đổ đất lên đây. Tất nhiên là hạn chế mùi. Tuy nhiên, kính mong các cơ quan chúng ta khẩn trương khắc phục để là nhân dân an tâm. Điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật cũ tại thôn Long Lập, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũng được xây dựng từ năm 1977, nằm trong trụ sở của Hợp tác xã Nông nghiệp cũ. Nơi đây từng lưu trữ nhiều loại thuốc trừ sâu có độc tính cao. Hiện nay, khu vực này đang bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc tùm, trên bề mặt được trồng một số loại cây đã nhiều năm nhưng còi cọc, chậm phát triển. Thì dư ấm để lại, như vậy là bây giờ ở khu vực này thì bà con mình phản ánh với là hàng về cái thời tiết mà nắng lên á, nó bốc mùi hôi thối của cái mùi thuốc ngày xưa. Lương thuốc có thể nó thẩm thấu, lâu năm nó thẩm thấu vào trong lòng đất rồi. Nhưng mà thông qua nguồn nước với bà con ấy cũng chủ yếu là dùng cái dòng nguồn nước giếng khoan, giếng đào, cho nên là chắc chắn cũng nó không có cái ảnh hưởng nhất định đến cái vệ sinh môi trường, thì cũng mong muốn thế nào rồi nhà nước các cấp có cái hỗ trợ thế nào để xóa được, để làm đảm bảo cái vệ sinh môi trường cho bà con ở khu vực lân cận ở chỗ này, để không ảnh hưởng do cái dư ấm cái thuốc sâu thuộc bảo vệ thực vật trong quá khứ để lại. Hà Tĩnh hiện có 11 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục xử lý theo quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 8 điểm xử lý giai đoạn 2012-2015 và 3 điểm xử lý giai đoạn 2016-2018. Thế nhưng đến nay mới chỉ xử lý được 6 điểm, ngoài ra có thêm 8 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm mới phát sinh không thuộc quyết định 1946 nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Xử lý kịp thời có hiệu quả cái thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì cái thứ nhất là đề nghị các bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao có cái hướng dẫn cụ thể về cái công nghệ xử lý để các địa phương áp dụng một cách có cái hiệu quả. Cái thứ hai là về cái nguồn kinh phí thì đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí đầy đủ để cái việc mà xử lý cái thuốc bảo vệ thực vật là được kịp thời. Và cái kiến nghị thứ ba nữa là hiện nay thì trên thị trường cái thuốc bảo vệ thực vật thì có hiện tượng là đang trôi nổi, có nguy cơ tiếp tục gây cái ô nhiễm về môi trường, cho nên đề nghị các ngành chức năng, các địa phương là tập trung quản lý chặt chẽ cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật này. Việc xử lý các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật là vấn đề cần sớm được giải quyết nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Vì vậy, các cấp các ngành cần quan tâm để có biện pháp xử lý, không để thực trạng này kéo dài.